Đàn ông này vượt ngục như thế nào nha? Anh trốn vào trong nhà vệ sinh cạo hết râu đi, sau đó dùng nước vuốt tóc lên. Tiếp theo lấy bộ đồ của cai ngục từ trong bồn cầu ra, mặc đồ vào, thay đổi một kiểu tóc mới. Lúc này anh đã trở thành cai ngục rồi. Anh bình tĩnh đi qua tất cả các cai ngục khác. Đến khi ra tới cửa, anh rút thẻ từ đã làm giả từ trước ra, cũng quẹt một cái. Sau đó liền thành công âm thầm ra khỏi nhà tù. Đến bên đường, dùng 2,5 đô mua một cái áo khoác màu vàng. Nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đang định dừng xe lại, anh liền nhanh chóng chạy đến giả làm người đỗ xe. Không chỉ lái được chiếc xe sang trọng đi, mà còn nhận được 100 đô tiền tip. Anh ta chính là thiên tài lừa đảo Ninka Efrek. Lúc này bên nhà tù bắt đầu nhờ đến sự giúp đỡ của FBI. Vì Peter là người duy nhất có thể bắt được Nin. Nhưng điều khiến Peter cảm thấy khó hiểu là Nin chỉ còn 2 tháng nữa thôi là sẽ được thả ra rồi. Vì sao anh ta lại vượt ngục vào lúc này chứ? Thế là anh kiểm tra lại đoạn video khi có người đến thăm Nin và phát hiện ra một tháng trước, đối tượng của Nin đã từng vào tù để thăm anh. Peter từ khẩu hình miệng của người phụ nữ đoán ra được một câu cuối cùng mà người phụ nữ nói là vĩnh biệt. Sau đó thì không đến lần nào nữa. Peter đoán Nin nhất định là đến tìm người phụ nữ này. Thế là Peter đu đến nơi của cô ta. Quả nhiên, Nin đang thẫn thờ ngồi một mình ở đây. Khi Peter gọi điện cho cấp dưới đến để bắt người, thì Nin lại nhìn thấy trên vai của Peter có sợi gì đó màu vàng. Anh có biết đây là cái gì không? Peter đương nhiên là không biết. Hóa ra là vài tiếng trước, Peter đã đến ngân hàng để điều tra một vụ án. Khi nhân viên kỹ thuật đang cố mở két sắt ra, két bảo hiểm bỗng nhiên phát nổ, tất cả FBI đều bị bụi tung đầy mặt, bằng chứng cũng vì thế mà bị hủy. Tôi nói cho anh biết đây là gì nhé. Nhưng một tuần sau anh phải đến nhà tù gặp tôi. Sau khi Peter đồng ý, Nin nói đây là dòng bảo mật an toàn cho tờ 100 đô. Nói xong, Nin liền bị FBI đưa đi. Hôm sau, từ chỗ trợ lý Peter biết được, đó quả thật đúng là dòng bảo mật an toàn cho tờ 100 đô. Nhưng nó vẫn còn chưa được phát hành. Làm sao Nin có thể biết được chứ? Thế là Peter đã đến gặp Nin như đã hứa. Khi biết Peter đang truy bắt một nhóm tội phạm người Hà Lan, Nin liền nói, anh thả tôi ra đi, tôi sẽ giúp anh bắt được bọn chúng. Chỉ cần gắn định vị vào chân tôi sẽ luôn ở dưới sự giám sát của anh. Thế là hôm sau, Nin đã đeo máy theo dõi, đi ra khỏi nhà tù. Sau đó Nin được sắp xếp ở trong một khách sạn nhỏ, và phạm vi hoạt động của anh cũng chỉ được trong khoảng 3,2 km. Rõ ràng là môi trường như này không phù hợp với tính cách của Nin. Thế là Nin đi đến một cửa hàng đồ cũ. Ở đây anh gặp được một quý bà đang quyên góp quần áo. Hai người vừa gặp nhau nhưng lại như đã quen biết từ lâu. Biết được biệt thự của bà đang ở gần đây, thế là Nin được mời đến sống trong biệt thự của quý bà. Trừ việc mỗi ngày giúp quý bà cho chó ăn, tưới hoa, anh còn phải đưa cháu gái của quý bà đi dạo phố. U là trời, phía hải quan vừa mới thu được một loại chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Tuy rằng những quyển sách này được xuất bản vào năm 1994, nhưng chúng lại chẳng đáng bao nhiêu. Vậy tại sao người bán sách lại đem nhiều sách như vậy đến đây chứ? Thế là Peter liền tìm đến người bán sách để nói chuyện. Người bán sách nói rằng mọi thủ tục ông làm đều hợp pháp, nhưng ông ta lại lộ ra biểu cảm hoảng hốt. Lúc này luật sư của ông ta đến, Peter cũng chỉ có thể dừng các câu hỏi lại. Nhưng sau khi đi ra, Peter biết được người bán sách căn bản là không có liên lạc cho luật sư. Peter cảm thấy có gì đó không ổn. Đến khi anh quay trở lại căn phòng, người bán sách đã đi đời rồi. Thế là họ chỉ có thể tìm manh mối thông qua những quyển sách này thôi. Lúc này Nin phát hiện ra trang đầu tiên của mỗi quyển sách đều có một tờ giấy trắng ở bên trong. Vậy là bọn chúng chắc hẳn là muốn giấu một thứ gì đó ở đây. Sau đó Peter phát hiện ra trong ví tiền của người bán sách có một tấm vé để vào kho lưu trữ. Thế là hai người họ liền đến khi lưu trữ để tiến hành điều tra. Khi biết được người bán sách đã từng đến đây, còn chụp lại tờ trái phiếu năm 1994 này nữa, Peter lấy tờ giấy trắng kia ra để so sánh. Kết quả là hai tờ giấy hoàn toàn bằng nhau. Quản lý nói, tuy rằng tờ trái phiếu này hiện tại có giá trị 250.000 đô, nhưng 599 tờ còn lại không biết đã thất lạc ở đâu rồi. Đây là tờ duy nhất còn sót lại. Sau khi quan sát, Nin phát hiện ra tờ trái phiếu này là giả. Tuy rằng bề mặt quả thật là nguyên liệu từ thời xưa, nhưng mùi mực lại hoàn toàn mới. Không tin thì hai người thử mà xem. Quản lý ngửi xong liền ngớ người ra. Điều này là không thể nào. Thì ra, trước đó người bán sách đã đến kho lưu trữ hai lần. Lần đầu tiên, hắn ta đã chụp lại tờ trái phiếu để làm giả. Lần thứ hai, hắn đem tờ trái phiếu giả để tráo đổi. Như vậy, bọn họ chỉ cần tìm được 599 tờ trái phiếu còn lại thì sẽ có bản gốc của tờ trái phiếu để tiến hành so sánh với các tài liệu lưu trữ đã được công chứng. Nếu làm như vậy nhất định sẽ có hiệu quả. Như thế là họ đã có thể đổi lấy được một khoản tiền khổng lồ 150 triệu đô. Tiếp theo, Nin phải nhanh chóng tìm ra kẻ làm giả tờ trái phiếu. Thế là anh đã tìm đến một người bạn của mình. Sau khi anh bạn nhìn thấy tờ trái phiếu được làm giả một cách tinh vi như vậy, giống như được làm ra từ một chuyên gia vậy, hay thường ký tên vào kiệt tác của mình để thể hiện sự khéo léo tuyệt vời của bản thân vậy. Kết quả, khi Nin dùng kính lúp để phóng to, thì phát hiện ra trên này có hai chữ C và H.
và CH chính là ký hiệu do kẻ làm giả đã để lại. Lúc này hai người bọn họ cùng đi đến một nhà thờ đang được tu bổ trên đại lộ số 3 để kiểm tra. Nhìn từ trên bức tranh trong nhà thờ đã tìm thấy hai chữ CH giống trên tờ trái phiếu giả kia, nhưng không ngờ đột nhiên có người xuất hiện bảo họ dừng lại. Nhìn nói rất hâm mộ bàn tay nghệ thuật của người này, nhưng anh ta lại không được thân thiện cho lắm. Sau đó anh lấy lý do là nhà thờ đang được tu sửa để đuổi hai người đi. Ngày hôm sau hai người biết được hắn ta đã đặt vé máy vào tuần sau để chuẩn bị về Hà Lan. Xem ra là hôm qua họ đã rút dây động rừng rồi. Nếu như lần này không bắt được mà để hắn chạy về nước thì Ninh sẽ lại quay về nhà tù và chịu phạt. Thế nên Ninh lại tìm đến người bạn của mình, nhờ bạn mình dùng các mối quan hệ để giúp tìm ra manh mối. Hai ngày sau anh bạn đưa cho Ninh một mẩu giấy. Dựa theo địa chỉ trên mẩu giấy đó, hai người họ đã tìm đến một nhà để xe. Lúc này họ lại nghe được tiếng động máy móc từ bên trong phát ra. Ninh chắc chắn trái phiếu giả đang được in ra ở bên trong, nhưng họ lại không có bằng chứng. Peter không có cách nào lấy được lệnh khám xét, nhưng thời gian còn lại của Ninh không còn bao nhiêu. Ngày hôm sau, Ninh nhìn vào máy định vị trên chân của mình. Đột nhiên anh nghĩ ra một cách hay vô cùng. Anh lấy chìa khóa xe, một mình đi đến đó. Sau đó xuống xe và cầm theo máy ảnh, hướng về phía nhà kho chụp liên tiếp. Sau khi thành công chọc giận mấy tên canh cửa, Ninh liền bị chúng đưa vào bên trong. Ở đây Ninh nhìn thấy một đống sách được chất đầy dưới đất, còn chiếc máy này thì đang không ngừng in ra những tờ trái phiếu. Tiếp theo chúng nhốt Ninh vào một căn phòng. Lúc này tên kia vội vàng chạy đến, Ninh thấy vậy liền nhanh chóng khóa cửa phòng lại. Và căn phòng kính này vừa hay là kính chống đạn, thế là hắn liền sai đàn em đi lấy chìa khóa. Còn Ninh thì ngó qua ít xuống và bắt đầu cười nhạo hắn ta. Người anh em à, anh nghĩ cái gì vậy mà lại đem cả tên của mình in lên trái phiếu vậy chứ? U là trời, đúng là không biết sợ mà. Mày cứ đợi đấy, khi cửa mở ra mày coi tao trừng trị mày như nào. Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng còi xe của cảnh sát. Hóa ra là vì máy theo dõi của Ninh đã vượt ngoài phạm vi theo dõi của cảnh sát nên nó đã truyền tin. Lúc này Peter dẫn theo FBI đến bắt tên tội phạm tẩu thoát là Ninh. Thế là FBI trực tiếp đạp cửa xông vào. Lần này thì đám người này có mà chạy đằng trời, chỉ có thể ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. Bọn họ còn từ trong két sắt của tên cầm đầu tìm thấy tờ trái phiếu thật. Lúc này Peter liền khen ngợi biểu hiện lần này của Ninh rất tốt. Cuối cùng anh còn đăng ký chứng chỉ cho Ninh để Ninh chính thức làm người cố vấn cho mình. Như thế Ninh không cần phải ngồi tù nữa mà còn có thể tiếp tục tự do ở bên ngoài và hẹn hò với cháu gái của quý bà.